có kế hoạch gì trong 3 năm tới? Tôi có vài lời khuyên cho bạn, hãy ghi nhớ nhé. Thứ nhất, trong năm nay và 3 năm tới, dạng lần đừng mua nhà mua xe, bởi vì kinh tế toàn cầu có xu hướng biến động. Bạn phải học được cách kiểm soát rủi ro. Thứ hai, hãy có những khoản tiết kiệm và tích trữ vàng. Thứ ba, không nên khởi nghiệp vào lúc này, cũng không nên góp vốn đầu tư, càng không nên xin thôi việc. Thứ bốn, đừng vung tay tiêu xài quan phí, chỉ trả cho những khoản chi tiêu cơ bản. Thứ năm, hãy học cách hài lòng, đừng vì lợi trước mắt mà rước họa vào thân. Thứ sáu, học cách khống chế cảm xúc. Thứ bảy, rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, đừng để bản thân mắc bệnh hiểm nghèo. Thứ tám, cập nhật tin tức, học tập những kiến thức mới.